Xin chào mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người đây là tảo xanh collagen của công ty Hera ha. Trước đây mọi người có nghe tới tảo xanh Nhật Bản rồi đúng không? Hay còn người ta còn gọi là tảo spirulina. Đây là một loại tảo cực kỳ tốt luôn nha mọi người. Nó có rất là nhiều công dụng luôn, từ phục hồi da, tóc, móng, sinh lý về con người, cũng như là làm tăng cái sức đề kháng của mình lên rất là nhiều. Đặc biệt là công ty Hera của mình nhập cái tảo xanh spirulina này từ Nhật Bản, kết hợp với nhiều thành phần khác như là collagen thủy phân, sắn dây và nha đam. Tất cả những cái thành phần này được hòa quyện với nhau và có khả năng là giúp cho cái sinh lý nữ của chúng ta được phục hồi rất là tốt luôn. Đây, trên sản phẩm của mình có ghi rất là rõ từ thành phần cho đến chỉ tiêu chất lượng và xuất xứ, các thành phần này từ đâu thì trên cái bảng kê khai của sản phẩm cũng sẽ có nha. Đây là một sản phẩm có thể dùng cho mọi lứa tuổi, đặc biệt là trẻ em trên 12 tuổi nha. Còn dưới 12 tuổi thì không nên sử dụng vì tạo xanh collagen này có khả năng là làm tăng cái nội tiết tố nữ của mình lên đó. Thì bé nhỏ quá thì không có nên sử dụng nha mọi người. Các bạn nào mà da đang bị nám sạm, tàn nhang rồi mồi, hoặc là bị hay bị đau bụng kinh, hoặc là phụ nữ sau cái tuổi tiền mãn kinh đó, phụ nữ sau khi sanh cần bổ sung nội tiết tố thì cũng uống tảo xanh của bên Hera của mình cực kỳ tốt luôn nha. Và một hộp như thế này thì có 30 gói nha mọi người. Một ngày chúng ta uống từ 1 đến 2 gói. Và tảo xanh của bên mình được phối hợp với rất là nhiều thành phần, do đó không hề tanh nha. Rất là thơm, rất là mát, rất là dễ uống luôn ạ. Một hộp này là trị giá 890k nha. Và hiện tại bên mình đang chạy chương trình, đó là một tảo xanh, chúng ta sẽ được tặng một dung dịch vệ sinh ạ.